Và đây là clip hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật trồng gừng trong bịch nilon. Nói chung bịch nhỏ không phải tốn chi phí đắt nhiều. Nên qua clip này thì bà con xem, đăng ký kênh, chia sẻ video sẽ là cái nguồn động lực cho mình quay tất cả các video tiếp theo. Thì với cái clip này thì khâu đầu tiên cũng là khâu chuẩn bị đất và trộn đất. Với clip bà con xem này cũng là trộn đất phân chuồng một ít vôi trong này và chúng ta tiến hành gieo bậy. Thì bà con xem hết clip này thì mình sẽ nói toàn bộ về kỹ thuật trồng gừng cho bà con xem. Và đây là clip hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật trồng gừng trong bịch nilon. Nói chung bịch nhỏ không phải tốn chi phí đắt nhiều. Nên qua clip này thì bà con xem, đăng ký kênh, chia sẻ video sẽ là cái nguồn động lực cho mình quay tất cả các video tiếp theo. Thì với cái clip này thì khâu đầu tiên cũng là khâu chuẩn bị đất và trộn đất. Với clip bà con xem này cũng là trộn đất phân chuồng một ít vôi trong này và chúng ta tiến hành gieo bậy. Thì bà con xem hết clip này thì mình sẽ nói toàn bộ về kỹ thuật trồng gừng cho bà con xem. If you like this video, please subscribe to Kids See Fun for more fun videos. Thank you for watching. Bye bye.